được sản xuất bởi Saber ra giờ cùng sự chỉ đạo của đạo diễn Lý Hàn Tường. Kim Bình Song Diễm chính là bộ phim đầu tay của ngôi sao võ thuật Thành Long, tác phẩm mà anh ta đóng vai phụ trong khi phim được xếp vào hàng 18 cộng với một số cảnh nóng rất táo bạo. Dù là 18 cộng nhưng từ đạo diễn tới dàn diễn viên tham gia, tất cả cho thấy Kim Bình Song Diễm là một dự án lớn, được đầu tư rất công phu, được coi là phiên bản Kim Bình Mai đầu tiên của điện ảnh Hồng Kông. Nhân vật chính của Kim Bình Song Diễm là cặp tay Môn Khánh và Vân Kim Liên. Dù là người đã có chồng nhưng sắc đẹp của Liên cùng ánh mắt lắng lơ của nàng khiến Khánh không thể ngồi yên. Một gã nổi tiếng đào hoa và giàu có sẵn sàng dùng mọi phương cách để có thể chiếm đoạt được người con gái mà hắn ta để mắt tới. Liên cũng không phải là một ngoại lệ. Đôi gian phu dâm phụ thậm chí để có thể đến được với nhau một cách tự do thi đã cùng nhau bày mưu giết chết chồng của Kim Liên là Võ Đại Lang.